Trời ơi, làm gì bà mối này, bà rối thấy xinh cái bà kêu. Trời, tôi phấn khích quá nè, nhìn cho anh lên nè. Trời ơi, sáng trưng ha. Sáng trưng như Tăng Thanh Hà ngày xưa vậy đó. Chính xác, chưa nói cái vọt mặc áo dài rất đẹp luôn. Bên đây cũng đẹp lắm nè, coi đi. Nè, qua coi liền nó. Trời ơi, thấy chưa? Cưng. Trời ơi, cưng cưng lắm bộ. Cưng. Đâu có biết 30 tuổi đâu. Hai bạn đem một cái luồng gió rất là tươi xinh, tươi mát đến cái số bạn ngoại ngò lần này. Hot boy hot girl đó. Em xin chào chương trình và quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Thoải mái lên, rung hả? Dạ. Hồi hộp đúng không? Hít thở thật sâu lên nào. Dạ, em tên là Dương Phước Đại. Em Phước Đại. Dạ. Em năm nay 30 tuổi. Tưởng đâu 30 20 đó chứ. Dạ. Em quê ở Hậu Giang, đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ, em làm giao hàng, giao hóa chất, giao sơn. À, giao hàng ha. Còn em, cô gái xinh xắn. Dạ, em tên là Thanh Vân, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em làm tư vấn giáo dục cho Ivy Rap ạ. Nhìn em giống như là model á. Giống như là diễn viên vậy đó. Ừ. Xinh lắm hả? Trời ơi, cái làm gì bà mối này mà rối thấy xinh cái bà kêu. Trời ơi, tôi phấn khích quá nè, nhìn cho anh lên nè. Trời ơi, sáng trưng ha. Sáng trưng như Tăng Thanh Hà ngày xưa vậy đó. Chính xác, chưa nói cái vọt mặc áo dài rất đẹp luôn. Bên đây cũng đẹp lắm, thôi để coi đi coi. Ừ. Nè, qua coi liền nó, trời ơi, thấy chưa? Dạ, em chào chị. Cưng. Trời ơi, cưng, cưng lắm chứ bộ. Cưng, cưng. Đâu có biết 30 tuổi đâu. Hai bạn đem một cái luồng gió rất là tươi xinh, tươi mát đến cái số bạn ngoại ngò lần này. Hot boy, hot girl đó. Em gái, em có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho đàn trai biết đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em là một người độc lập và truyền năng lượng vui cho mọi người. Đúng rồi. Dạ, khuyết điểm của em thì em hơi bị mù đường xíu. Em là người Sài Gòn nhưng mà thiệt sự là không rất sao. Là mù đường. Mình đẹp là có người chỉ rồi em. Đúng rồi, đẹp. Dạ. Hay, còn bên đây ha. Em, ưu điểm, khuyết điểm là gì? Dạ, em hòa đồng. Em thích nghe nhạc. Khuyết điểm em hay quên. Em để đồ đạc lung tung rồi em quên. Dạ. Nhưng mà cái giao sơn đó là em giao cho người ta hay là em giao là cửa hàng nhà em? Dạ, cửa hàng nhà em. Trời ơi, cửa hàng nhà em là chủ sơn nói cho rồi. Tưởng đâu giao hàng tại chứ. Tại vì nãy giờ chị đang suy nghĩ là em rap. Em nếu mà em là rapper thì em phải giao tất cả mọi thứ. Tự nhiên chỉ có giao sơn thôi là sao? Này rapper chắc ai cũng đi luôn á thiệt á. Vậy là tốt rồi đó. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên đi. Tình duyên của em thì chị cũng xoay quanh có một mối tình đầu quen cũng cỡ được 7 năm từ hồi đó đi học. Bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em, cho nên là kiểu thường thì con gái với con trai thì thường con gái thường hay chín chắn hơn chút xíu. Mà quen cũng lâu rồi, kiểu như là nó giống như một cái thói quen vậy đó. Thì em muốn một cái là bạn đó trưởng thành hơn nhưng mà chưa có đạt tới được. Chưa đạt tới là chia tay. Dạ, chia tay. Tới bây giờ thì chia, cứ quen chia hoài tay vậy đó, hả? 2 năm rồi. Coi như em độc thân 2 năm rồi đó. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. 2 mối tình. Dạ, trước giờ em cũng quen xa không? Quen xa. Dạ. Xa là ở đâu? Dạ, ở Vũng Tàu với lại... Xa quá hả? Quen mấy năm? Dạ, em cũng quen 6 năm. 6 năm luôn? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ, tại cũng ở xa rồi, đôi khi có những việc mình không có hiểu nhau. Em ở quận mấy? Dạ, em ở quận Tân Bình. Rồi mối tình thứ hai mấy năm? Dạ, mối tình thứ hai cũng mới gần đây được 1 năm. 1 năm. Rồi, coi như mà hai bạn, mỗi bạn đều có trải nghiệm với từ đường tình hết rồi. Bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn là bạn đó phải cao hơn em. Em thích nhóm phi hôn lắm. Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ 56. Mét 56. Em trai cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m68, tính luôn dài. 1m68, tính luôn dài. Của em nhiêu, đừng nói tôi 10 phân nha. Dạ không. Không tới đâu. Đâu dữ vậy. Rồi gì nữa em gái? Phải mạnh mẽ. Dạ và trưởng thành. Bên đây nó trưởng thành, phải trưởng thành chín chắn chút xíu chứ đừng có trẻ con quá. Em, anh hỏi thiệt nha. Dạ. Có ai nói em là giới tính thứ ba không? Dạ cái này em bị hiểu lầm hoài anh. Anh cũng hiểu lầm, nãy bước vô anh xém hiểu lầm luôn á. Dạ. Tại trước giờ hình như trai nó thích em không? Trai nó thích em không? Trai thích em không hả? Em có thích trai không? Dạ không. À được. Ai mà nhìn dễ hiểu lầm lắm luôn á. Dạ. Giờ hỏi nè, em có mạnh mẽ không? Bây giờ bên đàn gái người ta yêu cầu mạnh mẽ mạnh đó. Mạnh mẽ đó. Dạ có chứ chị. Đánh lộn được không? Dạ chưa biết nhưng mà em cũng có học võ. Có học võ à? Vậy hả? Em gái, em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào?
Dạ em cần một bạn gái có thể cảm thông, chia sẻ với mình trong cuộc sống. Đúng rồi, để các bạn. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với lại đồng nghiệp thân giống như là em gái vậy đó. Dạ chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Chào con. Theo cách nói chuyện của ảnh thì em thấy ảnh cũng là một người sống nội tâm giống như chị. Nhưng mà em muốn hỏi ý kiến anh một chút đó là chị của em cũng sống nội tâm và chị của em hay nhõng nhẽo lắm, anh nhắm có chiều chị nổi không anh? Không sao em, cái đó anh cũng cân bằng được ha. Dạ với lại chị của em á nhìn ốm vậy thôi chứ ăn nhiều dữ lắm. Khi mà hẹn hò thì anh nhắm là có đi ăn chung với chị em được nhiều mà. Anh sẽ dẫn chị em đi cả thế giới đi ăn. Thôi rồi, ngon lành ăn luôn. Cả thế giới. Ăn cả thế giới. Ăn cả thế giới. Dạ rồi em cảm ơn. Theo cảm nhận của em á thì anh em thấy anh này còn rất là trẻ luôn. Nếu như mà ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên đó mà chị thấy hợp á thì chị hãy bấm nút để cho mình một cơ hội. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn gái. Đi với ai? Dạ em đi với bà của em. Xin chào chương trình. Trời ơi. Chào anh chị đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Đó, bây giờ em chào chú. Đây, chào, nhìn chào. Đó, nhìn ba là ra con trai đó. Cháu rất là xinh xắn và dạ, dễ mến. Chú. Cháu tâm sự là cháu chỉ có cái hạn chế là không biết đường. Dạ. Thì có thể đây là một dịp mai để cho cháu đại á. Con cô bác á, dạ, là thể hiện cái mặt mạnh đó. Sau cái chương trình muốn hẹn hò này á, bác muốn cháu có dành nhiều cảm tình cho con bác, xúc tiến hẹn hò nhiều hơn. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, rồi hay quá. Cảm ơn. Là ba ủng hộ sức mình rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ mở gặp rào mặt đi. Thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Phước Đại. Mình lớn lên nha. Dạ anh. Trai thanh nữ tú. Hết hồn không? Thấy trẻ không? Trẻ hết hồn luôn đúng không? Dạ. Ngày em có đến... quà tặng cho anh là sô-cô-la. Em tự làm nhưng mà nó hơi bị chảy chút xíu nha. Cảm ơn em. Đây là món quà anh tặng cho em. Dạ. Hy vọng em sẽ vui. Dạ, cảm ơn mở em. Ra đi cưng, mở ra mở đi. Mở luôn. Dạ. Cũng đúng ý em á. Cái gì đó, cái tại gì vì... đó, cái gì đó. Dạ. Anh này tặng cho em một bó hoa. Nhưng thường thì em sẽ không thích hoa tươi, tại vì nó sẽ không giữ được lâu. Nhưng mà hoa này là có thể giữ được lâu luôn. À như là, vậy là đúng ý của em. Dạ, đúng không? Dạ đúng ý của em. Lần đầu tiên gặp thì thấy bạn rất là dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Bề ngoài dễ nhìn thì, khi mà lần đầu hẹn hò thì thường là bạn thích đi đâu nhất? Dạ em dễ tính lắm, đi đâu cũng được. Em mình thì trước giờ thì cũng ít khi đi ra ngoài chơi lắm. Mình đi thì cũng đi giống như anh công viên. Anh có thích thể thao không? Mình có. Là sao? Mình là sao đại? Mình lớn hơn người ta tới 3 tuổi mà mình là sao trời? Anh em đó. Lúc trước anh cũng hay chơi thể thao. Dạ. Và gym với lại yoga. À anh cũng có tập yoga nữa hả? Có. Dạ em cũng tập yoga. Bây giờ nè, em trai muốn thể hiện cái mạnh mẽ của em lên. Anh thích cái gọi là cái mạnh mẽ nào? Em thích nhảy hay anh? Cài nó nhảy cũng được. Xin miếng nhạc, chứ đúng không? Xin okay. Miếng nhạc, xin miếng rồi, nhạc. Rồi chút xíu nhạc để chàng trai thể hiện sự mạnh mẽ của đàn ông nào. Luôn trời ơi đứng mà nó tại vì em mặc áo dài nên em không đứng vậy anh đẹp luôn. Quá đẹp luôn rồi đó. Anh học nhảy lâu chưa? Không, anh chỉ coi trên mạng thôi, tại anh đó giờ anh cũng thích nhảy. À, cũng có khiếu văn nghệ ha. Rồi giờ em gái hát tặng em trai gì đi cho nó vui vui cái đi. Chú em được không? Anh hát luôn được không anh? Anh hát được bài gì không? Mới nhảy em rồi cho nghe. Đăng hụt hơi mới nhảy đăng hụt hơi em hát con đi trai hát. Em dạ hát thôi đi. Em hát là em sợ ảnh bỏ chạy luôn. Cứu em luôn nha anh. Em hai câu thôi cũng được. Em là ai xưa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say làm tôi khát khao,
Đừng ai chi ý vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi, dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn say. Lắm lúc để ta sừng hàng mang bao lỗi lầm, dù mai sau mình xa nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Sẽ mãi chia sẻ cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt. Anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Dễ thương hai câu mà. Như đó là đã đủ là chinh phục được em chưa? Dạ, cũng đúng gu em á, cũng biết nhảy nhót hát. Rồi, nếu như mà thời gian mình quen thì em nghĩ khi nào thì tiến đến hôn nhân được? Cái này thì tùy thuộc vào mình thôi anh. Nhà anh có nôn lắm không? Cái đó cũng còn tùy. Tại anh nghĩ mình sẽ cho nhau thời gian tìm hiểu. Tại mình tới chương trình là chương trình đã cho anh cái duyên để anh gặp em. Mình cứ tìm hiểu, khi mà mình cảm thấy hợp với nhau thì dạ, mình sẽ tới. Thật ra thì đối với em thì hôn nhân là cái chuyện nó rất là nghiêm túc. Em muốn nó một cái sự gắn kết thật là lâu dài, cho nên là cái việc mà quyết định đến hôn nhân á thì phải là cả một cái quá trình mình tìm hiểu nhau về nhiều thứ và về sự tôn trọng của hai bên gia đình nữa. Thì em yên tâm đi, sau này về là em sẽ biết hết dòng họ gia đình anh. Về cái chuyện tiền bạc á thì em không có khó khăn gì hết, kiểu như em cũng muốn là tôn trọng gia đình của hai bên thì anh cũng phải lo cho gia đình của mình. Rồi con cái sẽ có những cái khoản mình lo chung với nhau thì mình cứ dung hòa hết là được ạ. Tính em thì hay im lặng khi mà cãi, em không có thích cãi nhiều. Còn bạn nữ thì lúc dạ, cãi em hay giận lắm anh, em giận dai lắm. Giận dai hơi khó ạ. Giận dai mà hơi khó ạ. Nè em nói về cảm nhận của mình đi. Mà dạ, không biết sao đeo bông tai thôi, hỏi đi. Dạ cái này em bị dụ vậy. Dạ em thấy cái chuyện bông tai cái gì thì em không có khó khăn gì hết trơn á. Em thấy ảnh cũng dễ thương, trẻ trung, trẻ hơn cái tuổi. Mở ra có thấy có sấm sét gì trong trái tim chưa? Dạ. Có điện giật cho anh. Điện không? Có điện cao thế không? Cái này vôn mạnh lắm. Vôn mạnh dữ lắm phải không? Có nam tính không? Nói cho anh nghe coi, cho đại nghe coi. Dạ cũng nam tính. Em cảm thấy ảnh cũng chân thành. Rồi hết thời gian, hãy thể hiện bằng nút bấm sau 3 tiếng đếm. Suy nghĩ kỹ nha và chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình nha. 3, 2 và 1. Hết thời gian. Nào, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau. Chúc mừng Đại nha, trời chị thích nhỏ này quá. Phước Đại, mặt nó cưng quá trời cưng à. Bây giờ em nói gì với ba với lại gia đình của bạn gái đi ha. Anh cứ nói đi, mẹ em sẽ xem chương trình này. Mẹ bắt xem. Dạ con chào bác đã xong qua chương trình này. Hôm nay con chính thức hẹn hò với em tên Vân. Với em Vân. Xin bác đồng ý cho tụi con sau này có thể đến với nhau để có một cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Dạ xin phép bác và con được hùng bạn gái. Xin phép ba nữa. Xin phép ba cho. Ba. Dạ hùng tráng đi anh. Không, không có hùng tráng. Hùng má. Dễ thương lắm á. Thật sự á, cặp đôi này rất là dễ thương. Em tên là Lê Ngọc Hiệp, em sinh năm 1994, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Thì em có mở một quầy thuốc tại Bình Dương. Đó sao mà mình thì thầm vậy trời, bộ hai người nói riêng tư với nhau hay giọng sao vậy? Giọng Hiệp nhỏ vậy đó. Ừ. Rồi cô gái có hai cái má lúm đồng tiền, giới thiệu về mình đi. Dạ, chào quý khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia. Em là Hoài Hương, năm nay em 24 tuổi, quê em ở Trà Vinh. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và em đang làm tư vấn viên online của thẩm mỹ viện K-Spa. Em ở quận mấy vậy? Dạ em ở quận 10 ạ. Đi cũng khoảng cách cũng xa ha. Dạ. Rồi đàn trai muốn biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của bên đàn gái. Điểm mạnh của em là hòa đồng, thân thiện, chân thành với mọi người. Thích nấu ăn. Nấu thì nó không có ngon lắm nhưng mà cố gắng ăn thì nó cũng được. Em thích cắn. Cắn. Cắn ai mà bị sứt mẻ răng chưa? Dạ cắn mẹ. Tại kiểu giống như lâu lâu đi về quê cái thương quá không biết làm sao á, cái vuốt vuốt tay cái thọc cái. Trời tội nghiệp mẹ quá.
có một cái là vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm luôn, là em hơi thẳng tính. Với lại làm việc gì nó cũng nhanh, kiểu cập xong. Em hơi hậu đậu, nấu đồ ăn xong rồi mới nhớ là chưa nấu cơm. Cắm cơm rồi vẫn chưa có cơm ăn, tại vì quên bật nút. Chưa bấm nút đúng không? Dạ. Thôi bây giờ thì đàn trai cho mình biết được cái ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là một người thích học hỏi. Khuyết điểm của em là một người hơi bị nóng tính, nhưng mà em biết kiềm chế cảm xúc lại. Nhưng mà nóng nhất là em làm gì? Em nóng nhất là em im lặng, là em bỏ đi. À được. Có nghĩa là bên đó hơi nóng tính hả? Bên đó hơi nóng tính. Nói nghe nè em có cái tật xấu gì không? Em có một cái nết rất là xấu, đó là cái nết ngủ. Ngủ thì ví dụ như ngủ thì em phải ôm một cái gì đó em mới ngủ được. Ví dụ như uống trà, cà phê, trà sữa, nước ngọt. Mà sau 12 giờ trưa là tối đó là xác định luôn. Cuộc sống bế tắc luôn, là thức tới 2-3 giờ sáng luôn. Nếu anh chồng ôm chồng ngủ có gì đâu. Nhưng mà hiện giờ là em đang ôm cái gì? Em đang ôm cái gói, cái con gấu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất là khoảng 1 năm. Và nó em quen được khoảng 6 tháng à. Ở mối tình kia dài không? Mối tình kia là nó hơi dài khoảng 3 năm. Nói chung lúc đó là em mới ra trường, là em lo là em đâu đi làm á. Em ít quan tâm đến bạn nữ. Nếu mà yêu nhau mà không quan tâm chăm sóc nhau thì dễ đổ vỡ lắm. Bạn thì sao, bằng mấy mối tình rồi? Em được 4 mối tình. Cũng khá khá ha. Hai mối tình là thời học sinh, một mối tình từ sinh viên, và một mối tình gần đây nhất là mối tình đồng nghiệp. Đồng nghiệp được mấy năm? Dạ, đồng nghiệp thì khoảng tầm mấy tháng thôi. Tại trong công việc của em là người khá là nghiêm chỉnh, trầm tính, chững chạc. Còn ra ngoài thì ở kế người yêu thì mình thoải mái, mình bung lụa thôi. Nhiều khi nhõng nhẽo này kia nữa, cho nên là anh đó không chịu được. Em ơi, em chịu đựng được cái người mà cắn em không? Dạ, được chưa? Không sao hết, tại vì em nhà em bán thuốc tây mà. Có gì là em lo hết vậy. Đàn gái cho tôi biết được là bạn muốn tìm một nửa yêu thương của bạn như thế nào? Dạ, cái gu của em thì cao trên 1m68. Gu 68 trở lên ha. Dạ. Anh hơn em rồi, tôi bắt em lầm ạ. Tốt, gì nữa em? Dạ, ngoại hình ưa nhìn, hơi tròn tròn xíu được rồi. Để ôm cho đã. Không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú, không lăng nhăng, không gia trưởng. Nhậu thì nó ở mức độ thôi. Và hiện biết là mình hiện tại đang đứng ở đâu và cần làm gì để mà tạo cái cuộc sống happy cho mình với những người mình thương. Em có cờ bạc không? Không nè. Có gái gú không? Không. Có lăng nhăng không? Không. Hút thuốc không? Không luôn. Uống rượu không? Uống rượu. Uống ít à? Uống ít rồi. Rồi có hai giai à? Coi như 100% bên đây ta yêu cầu là bệnh có hết luôn á. Có hết luôn á. Bây giờ bạn muốn yêu cầu bạn nữ ở bên đây như thế nào, hoặc là cái gu của bạn ra làm sao? Cao khoảng 1m55 đảo lên là được. Nhìn dễ nhìn, dễ thương. Dễ thương phải không? Nói chung là em cao 1m64 được không anh? Được em ơi, quá được luôn. Quá được đúng không? Quá được. Đây 68-64 được rồi. Thôi. Chào cưng. Khôi ngô tuấn tú đúng không? Thấy hợp với thằng gái không? Chị dễ thương quá. Chị dễ thương quá à. Ôi cảm ơn em. Dạ. Trời ơi là thích rồi đó, không cần phải hỏi tài sản nữa rồi. Không cần nữa, coi như là cho qua hết. Biết sao phải dòm không? Kỳ quá à, hai đứa này nó có cái nét phu thê. Ủa có nữa hả? Thiệt. Sao Vân nhìn hay vậy ta? Không biết nữa mà dòm vô sao thấy nó kỳ quá à nè. Má lúng đồng tiền á, em có thích không? Có chị. Có hả? Càng má lúng là nhìn càng dễ thương. Trời ơi, bị má lúng nha em. Lúng đều nguyên mặt là mệt lắm á. Cái điều gì là cái điều em không thích ở bạn gái mình? Hàm ràm. Với lại một người nói chuyện ngang ngược, với lại không biết lễ phép với người lớn. Càm ràm lèm bèm là 100% các bà vợ đều bị cái bệnh đó. Ví dụ như lúc mình yêu á, là chưa càm ràm đâu, nhưng mà lấy về rồi là càm ràm. Tại vì á, những ông chồng sẽ lòi ra một số những cái yếu điểm và tật xấu mà bắt buộc cho em phụ nữ chúng tôi phải càm ràm. Càm ràm thì càm ràm cũng có giờ. Cứ hở ra càm ràm lửa cái lúc mà người ta đi làm về mệt á, càm ràm là thằng ông không có thích. Về mệt mồ hôi mồ kê đổ, chưa ăn uống, chưa có tắm rửa gì vô là càm ràm. Lúc đó người ta sẽ nổi máu điên lên liền. Bộ người ta điên hay sao tự nhiên người ta càm ràm? Ủa đâu có khùng. Nói mệt lắm, tắt tiếng khang tiếng, rảnh nằm ở không là đứng càm ràm như một con mụ điên. Có nhiều lúc á là ta buồn ngủ, ta làm gì mà tắm rửa ta ăn cơm xong ta buồn ngủ, ta leo lên giường chuẩn bị ngủ bắt đầu càm ràm. Trời ơi, bây giờ về nè, chưa tắm rửa chưa gì mà leo lên giường ngủ vớ bọng đồ để nguyên đai nguyên kiện vậy á, đi từ sáng tới chiều phải càm ràm thì chứ. Qua chỗ khác ngủ để ta mệt ta ngủ cho nó sáng cho nó khỏe đi, rồi ta tắm rửa cũng đâu có sao đâu. Thôi ly dị đi, thôi ly dị đi. Thôi ly dị đi. Mắc cười quá à. Đàn ông và phụ nữ phải rút kinh nghiệm ha. Đúng rồi. Qua câu chuyện này. Rồi, để tôi coi mắt. Trời ơi, dễ thương quá. Đó.
Hỏi là tự dưng sao tôi phải bảo vệ bên đàn gái tôi là nè, vậy đó. Cô gái xinh đẹp. Dạ. Cô không thích những điều gì ở đàn ông? Tính đàn bà. Tính đàn bà. Đàn ông mà tính đàn bà. Tính em sao nè? Dạ em tính là người đàn ông gì ơi. Nhưng mà đầu tiên đàn ông phải ăn to nói lớn mà. Em nói giùm cho chị một câu là: em ơi, em yên tâm đi, anh là một người đàn ông chuẩn men. Lớn lên. Em ơi, anh dạ. là một người đàn ông thật là chuẩn men, không giống như ai kia. Không giống như ai kia. Ai kia là ai? Có hai người đứng đây. Tôi nói em ai kia là ai? Tôi nhau. Thì em nói vậy đó. Anh là người đàn ông chân chính. Em gái đi với ai? Dạ em đi với cậu mợ của em ạ. Dạ, chào hai MC xinh đẹp của chương trình. Xin chào bên đàn trai, quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Theo cậu á thì cậu thấy cháu bên này chuẩn, cậu là ok. Bây giờ cậu để mợ okay. nói tiếp. À, theo mợ thì mợ thấy bạn trai bên này là to cao, đẹp trai, ok. Mợ là mợ ưng đấy. Mợ là mợ thích đấy con ạ. Tối nay cho mợ đi ăn lẩu nhá con nhá. Được. Câu mợ giờ ok hết rồi đúng không? Mợ là mợ đồng ý đấy. Đồng ý. Mợ thích rồi đó nha Hương. Thích rồi. Rồi cảm ơn đàn gái. Rồi đàn trai sao? Đàn trai đi với ai vậy? Đàn trai em đi với chị họ của em ạ. Dạ em xin chào hai MC cùng bên đàn trai, bên đàn bạn gái cùng các vị khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Hiệp. Thì theo nhận xét của em là bạn gái thật sự là rất dễ thương. Nếu như đã gặp nhau rồi thì mình phải cố gắng vì nhau. Cảm ơn đàn trai đàn gái. Như vậy là hai bên cũng đã đồng ý hết rồi ha. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp nhau. Mở rào. Hiền Hương. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn em. Anh được nắm tay em được không? Dạ. Rồi anh muốn hát cho em bài tặng. Tặng cho em đến địa vị khán giả. Đó, rối dạ. nữa rồi đó, một cái bài tặng mà tôi không biết bài tặng là bài gì luôn á. Hát là bài Làm Vợ Anh Nhé. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Buồn vui rất khó, đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và rời hai hứa còn đời yêu anh nhé em. Wow. Ôi ơi. Hương có muốn hát đáp lại với Hiệp không? Em thì không có biết hát, nhưng mà em có một cái việc tài đó là massage đầu vai gáy. Biết một số cái bài massage. Rồi mát liền luôn. Mát luôn. Massage liền luôn. Trời đất ơi. Quá hên chưa? Anh cứ ngồi thẳng. Trời ơi. Ôi đã quá. Ôi đã quá. Ôi sao sướng quá anh ơi. Anh Linh nhộn nhạc luôn. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi em. Mấy cái này hay đụng mấy cái dây thần kinh ấy nó. Coi chừng nó đứng hình luôn. Dạ. Vậy thôi đó hả? Được không? Được không Hiệp? Qua đã nè. Hả? Qua đã. Qua đã đúng không? Rồi. Em thấy anh như thế nào? Anh thì chắc cũng vừa ôm. Trong một tuần mà anh bận quá thì anh có thể nhắn tin gọi video call thôi. Không sao em ơi. Một tuần anh có thể dành cho thời gian cho em được khoảng 1 đến 2 ngày. Dạ. Tại vì thời gian anh có thể làm chủ được. Em đừng nói chuyện đó. Anh thấy em thật là rất là dễ thương. Có một cái gì là gọi là nó thư sáng á. Có cần thú tăng trọng không anh? Không đâu mà, tới em bị là đẹp rồi đó. Cảm nhận anh là một người ấm áp á. Có thể sẽ không phải là người vô tâm đâu. Cũng biết cách quan tâm đến mọi người. Như là biết chăm sóc bản thân. Ví dụ có gì thì khỏi tốn tiền mua thuốc. Đó thì em yên tâm nè. Hiện tại thì ba mẹ em cũng khá lớn tuổi. Em là út thì chỉ còn một mình em là chưa có gia đình thôi. Thì khoảng tầm một năm đổ lại đây thì mẹ không có hối. Nhưng mà kiểu là lâu lâu cũng cứ gọi lên là hỏi có ai chăm chưa. Tại vì em ở trên này
có cậu mợ nhưng mà em cũng ở xa, không có ở gần, thì hiện tại là em vẫn sống một mình. Nếu là lúc mà hai đứa cãi nhau thì ai sẽ là người xin lỗi? Em sẽ là người xin lỗi trước. Giờ nói nhớ nha. Hương à, chị muốn hỏi Hương em cảm nhận thế nào về đôi mắt của bạn Hiệp? Đối với anh thì nó khá là hiền và sâu sắc, chân thành ấy. Mấy đứa nhóc ở công ty em có dặn em khi mà lên đây phải nói với anh một câu. Anh nhớ em bao nhiêu tuổi không ạ? Nhớ, 24 tuổi. Dạ đúng rồi, tuổi con heo. Tụi nó bắt em phải nói là anh dì ơi, nhà em, nhà mẹ em có nuôi một con heo mà mẹ không muốn nuôi nữa, anh có muốn nuôi không? Đợi đấy anh nuôi cho. Dạ. Hai đứa tiến lại nắm tay với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay. Chúng ta có 30 giây. Anh cũng đến đây cũng là một cơ hội, vì vậy mình hãy cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa, em nhé. Hương Hương ôm thử có đúng cái size của em không? em hay ôm sao à? Đúng làm sai không? Làm gì Titanic vậy đó. Ôm gấu vậy là được không? Ngủ dễ ngủ không? Có dễ dạ, ngủ không? Vậy đâu. Chắc vừa ôm. Không, mình phải ôm từ phía trước để cảm nhận coi đủ không? Cái vòng tay ôm mình không? Thử đi Hương. Thử đi nào. Dạ. Được không Hương? Dạ được. Rồi, hai đứa trở về vị trí đi. Vừa sai hả vậy? Chúng ta nắm tay nhau, mắt chạm mắt, tay nắm tay. Không biết rằng hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không? Chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. Nếu trái tim mình rung động thì hẳn bấm. Còn không rung động thì không bấm. Ông đừng nói nữa. Ông đừng nói nữa Linh ơi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Dễ thương dễ sợ. Nắm tay nhau đi. Tụi nhỏ giờ nó nhanh quá, không cần đếm nó bấm luôn. Mình xin cầu mợ nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin cầu mợ cho con hôn với Hương cái. Hai. Em cho nó hôn cái. Dạ, con yêu nhau không cho nó cũng tới hết cậu ơi. Chưa đếm nó bấm hết rồi. Dạ, lời nói đầu tiên thì con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh và được chào anh trai nhà kế bên. Dạ, con tên là Yến Nhi, năm nay con 20 tuổi. Wow, mới có 20 tuổi thôi hả? Dạ. Trời ơi, làm gì lo xa dữ vậy, 20 tuổi mà chưa gì đã phải lên bảng mối hẹn hò. Dạ, mặc dù mới 20 tuổi nhưng mà con trải qua một vài mối tình cũng lên tăng sông máu nhiều lắm. Cho nên là cho nên là con với lại mẹ cũng tin tưởng bên chương trình đó. Cho nên là muốn tìm kiếm một mối quan hệ thật sự nghiêm túc. Thật sự nghiêm túc, dạ. Và thế là chúng ta có mặt ở bạn mối hẹn hò đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn con với gia đình đã tin tưởng chương trình. Còn em trai chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và tất cả khán giả. Anh tên là Nguyễn Hữu Trí, hôm nay con 24 tuổi. Con quê ở Đồng Tháp, hiện con sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm cái gì? Hiện tại con là kỹ sư điện. Làm ở quận mấy? Hiện tại con đang làm ở Bình Chánh. Bình Chánh. Con làm cái gì? Dạ, hiện tại con đang làm nhân viên kinh doanh ở công ty gốm sứ. Rồi bây giờ bên đàn gái cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, cái ưu điểm của con thì con không có gì ngoài nhiệt tình với chân thành hết. Với lại con có một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Nhưng mà chắc do ông tổ nghề không độ cho nên là con qua làm sale luôn. Vậy con là thế mạnh gì, ca hát hay biểu diễn? Dạ, con thì hát được ạ. Vậy hả? Đâu dạ. Con hát thử coi. Dạ. Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm êm mang, từ tận sâu trái tim đang mơ màng, mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn. Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Tức là giọng của con thế này là nếu con muốn đi vào ngành nghệ thuật, con phải cần học cơ bản và luyện cho nó có nội lực hơn chút xíu nữa. Dạ. Vậy là con có điểm yếu gì? Dạ, điểm yếu của con thì nhiều lắm, vô vàng luôn. Yếu nhất là gì? Dạ, yếu nhất là ăn nhiều và lười. Lười. Dạ. Vậy đó. Yếu ăn nhất nhiều là... mà lười là mập đó con. Dạ không, nhưng mà con được cái trời phú là con không có mập, con chỉ tròn tròn có da có thịt thôi. Với lại con có cái khuyết điểm nữa như là con thấy cũng rất là lớn luôn, đó là giỏi chuyện giường chiếu.
giỏi chuyện dương chiếu. Con có thể ngủ 15 tiếng một ngày mà ngủ liên tục luôn. Rồi làm chú giật mình. Chú nghe vậy giỏi chuyện giường chiếu, chú giật mình ra nó. Ủa, ngủ. Linh, Linh nghĩ tới cái gì vậy Linh? Thì ai bé nghe nó nói trong cái thái độ rất là trong sáng là Vân hiểu là mê ngủ rồi. Thì không có phải mình Linh nghĩ mà ai nói tôi giỏi chuyện giường chiếu là không bao giờ ta nghĩ chuyện ngủ hết trơn á. Không, mình Linh nghĩ vậy thôi à. Sao Vân nghe Vân nghĩ biết ngay là nhỏ mê ngủ. Nghe dễ hiểu lầm. Cười. Bây giờ bạn trai nói cho bên thằng gái biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì. Thì điểm mạnh của con chính là năng động, hòa đồng mà vui vẻ. Thì con sống và làm việc có kế hoạch. Tốt. Còn về nhược điểm thì con hơi nóng tính. Cho lúc trong công việc thì cũng áp lực, con cũng có chút nóng tính. Con làm gì? Thì khi mà biết công việc sắp tới làm con chắc chắn sẽ nóng á. Cầm chai nước sẵn. Khi mà thấy không ổn, khi mà chuẩn bị nóng lên thì sẽ uống nước. Rồi tưởng đâu đập ly nước chứ. Uống nước thì không sao con. À. Trời ơi, rồi công việc của con nóng tính, có khi nào con bị điện giật không? Dạ cũng có thỉnh thoảng cô ơi. Đôi khi làm bất cẩn cũng có nhưng mà rất ít. Nóng quá đừng có tạt nước vô chỗ điện nha con. Ừ, nổi điên hết, đang cầm ly nước tạt một cái phạt rồi. Bây giờ mình nói về tình duyên đi. Về tình duyên thì con chỉ trải qua một mối tình duy nhất. Một mối tình. Lúc con học cấp 2 là lớp 8. Rồi lớp 8 hả? Lớp 8 yêu rồi. Con chỉ có mối tình khoảng 5 năm là tới hết năm nhất đại học con chia tay. Từ lớp 8 mình yêu 5 năm luôn. Dạ. Trời ơi trời. Xong rồi tới bây giờ con không quen ai nữa, cũng 5 năm rồi. Wow. Là mấy năm rồi con ngưng? Dạ khoảng 5 năm rồi cô. 5 năm rồi hả? Dạ. Cái mối tình đó đặc biệt lắm, sao mà con chia tay được con? Dạ do là bạn nữ không tin con, nghĩ con người quê thì sẽ quen người khác nữa. Cho nên là ở trên đấy bạn ở trên Sài Gòn bạn đó quen thêm một người nữa. Trời. Cho nên con mới chia tay luôn. Còn con thì sao? Dạ con thì trải qua hai mối tình nhưng mà cái nào cũng làm tăng sông máu hết trơn cô. Làm sao? Dạ mối đầu tiên là quen hồi năm lớp 10, cũng tầm khoảng được một năm thì mọi thứ vẫn rất là bình thường luôn. Xong một khoảng thời gian cái thấy bạn này không nói chuyện nữa, thái độ lạnh nhạt, xong thì con nghĩ là rồi vậy thì không có cách nào khác, chỉ là có một nhỏ khác thôi. Xong cái cũng con cũng tìm hiểu, con cũng đi theo dõi, xong đến lúc phát hiện ra là có người khác thiệt nhưng mà không phải con gái. Vậy đó hả? Dạ thì cũng là yêu anh ấy, yêu dạ, một chị em tăng với nhau song thiệt chứ. Dạ tăng song thiệt. Suốt một năm trời là con quen với một người chị mà con không biết đúng không? Nhưng mà bề ngoài không có tỏ ra một cái tín hiệu gì là chị luôn, rất là men và kiểu như rất là bad boy, rất là dân chơi luôn. Nghiệt ngã quá. Thiệt là tăng song chứ. Rồi cuối cùng mối tình thứ nhì. Dạ sao? Mối tình thứ nhì thì cũng có một người thứ ba chen vô. À được mấy năm? Dạ khoảng một năm hơn. Dạ bây giờ là con đã ngưng yêu mấy năm rồi? Dạ tầm một năm rồi đúng không? Bạn kia là tới 5 năm, tỷ lệ là 5 trên 1 á ha. Rồi thì... bây giờ con muốn tìm một mối tình thế nào nè con trai? Thì về hình mẫu của con thì mẫu bạn gái thì cỡ cao khoảng 1m55 trở lên. 55, da trắng, thì nụ cười có duyên. Da trắng nụ cười có duyên. Về tính cách thì biết quan tâm và chia sẻ với mọi người. Về chung thủy là được. Chung thủy. Chào con. Dạ chào cô. Con không thích cái điều gì ở con gái? Con không thích cái tính hay càm ràm á. Càm ràm là con không thích phải không? Dạ. Có đó gì? Là đức tính rồi con ơi. Phụ nữ nào càm ràm á? Nào vậy? Con có hay càm ràm không? Con nói một tiếng công bằng cho cô coi. Thì làm cái gì con mới càm ràm như bình thường, con đâu có nói gì đâu. Ừ đúng không? Dạ. Rồi thế nào cũng càm ràm. Bây giờ là chú sẽ qua coi nhà gái sao ha. Cho tôi xem mắt nhà gái xíu coi nào. Hơi bị chảnh nha bạn. Con chào chú. À, chào con. Chị nụ cười rất là duyên dáng. Có kinh nghiệm trong tình yêu hả con hả? Kinh nghiệm hồi nào ta yêu chị em mà nói gì vậy? Ta thì, nguyên một năm trời cũng, là ta thì quen cũng có với sự một trả giá vậy. Tình yêu. Thì coi sao? Như chưa có kinh nghiệm luôn. Chưa có kinh nghiệm gì luôn trời. Con muốn mẫu hình lý tưởng của con là người đàn ông thế nào? Dạ thì con không yêu cầu gì nhiều lắm về bề ngoài, quan trọng là tính cách thôi. Anh đó mặn mà một xíu. Mặn mà là sao? Là dạ. Là nước da đen hả? Dạ không, mặn mà trong cách nói chuyện và lối sống. Duyên dáng mặn mòi đó. Dạ, phải không? Dạ đúng rồi. Hài hước chút đó đúng không? Dạ à. Cao to đen hôi thì cũng được. Cao to đen trắng được không? Dạ được luôn. Thôi như vậy thì mình đã hỏi ý kiến hai bên rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình đi. Gia đình bên gái con đi với ai? Dạ nay con đi với mẹ con. À
Chào cô. Cô thấy sao, hai đứa nó hợp nhau không? Dạ thì mới gặp nhau thì chưa biết làm sao, mà chưa thấy mặt nữa, thành ra là không biết làm sao, để cho hai đứa tìm hiểu. Nhưng mà theo cô nãy giờ ngồi nhìn nói chuyện hai bên đó, hai cháu đó, thì cô thấy làm sao? Được. Thấy được, được đúng không? Được. Thấy mẹ chàng rể tương lai là thế nào? Nếu mà chàng rể tương lai thì làm về nghề điện thì giúp ba nó, ba cũng làm về kỹ sư điện. Dạ. Thì hợp quá, có đẹp trai bằng ba nữa không? Cũng 9-10 với ba nó, ba nó cũng đẹp lắm. Trời ơi. Vậy là yên tâm rồi, yên tâm rồi. Em đi với ai? Dạ con đi với em họ con. Con xin chào chú Quyền Linh, xin chào cô Hồng Vân và chào bác gái, nhà gái ạ. Con nhận xét là bạn gái bên đây là có vẻ là hợp với anh con. Là đầu tiên là về ngoại hình là giống như người mà anh con đặt mục tiêu lúc ở nhà là một bạn nữ là cao từ 1m55 trở lên. Rồi da trắng, dễ thương và nói chuyện cái giọng rất là ngọt. Thì con mong là hai người sẽ cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Bên đây thì anh con thì như bạn gái thì mong muốn đó là một người rất là mặn. Anh con mặn lắm tâm lý và cũng biết rất là biết là yêu thương phụ nữ, cho nên là nghĩ là hai anh chị là sẽ có thể là đến với nhau được. Rồi, cảm ơn. Phấn khởi, phấn khởi. Mở rào đi. Mở rào. Rồi tặng quà tặng cáp cho nhau đi. Đó. Chào. Dạ, em chào anh. Em có món quà này tặng cho em. Đó chính là một cặp tách. Hy vọng là anh và em có thể cùng nhau pha ly cà phê và thưởng thức hương vị ngọt đắng của nó. Dạ, cảm ơn anh. Em có món quà gửi tặng anh. Cái này em có tặng anh một cái bóp. Cái ý nghĩa em muốn gửi là mặc dù là có thể anh đi làm á, em không thể nào bên cạnh anh được, thì cái ví này sẽ luôn luôn đồng hành cùng anh, bên cạnh anh trong những lúc vui lúc buồn, cũng giống như em luôn bên cạnh anh. Cảm ơn. Rồi hai đứa cảm nhận gì nhau đi. Cảm nhận của em về anh như thế nào? Ban đầu thì em chưa, lúc mà chưa nhìn thấy anh á, nhưng mà nghe về cái tính cách của anh thì em thấy là ok. Em không có quan trọng hóa về cái mặt bề ngoài, quan trọng là bên trong tâm hồn và tính cách thôi. Anh thấy sao về em? Không, chưa thấy, thấy hết. Thấy hết à? Thấy hết. Thích, thích, thích. Dạ. Nhiều không anh? Ừ. Thích. Dạ. Nhiều không anh? Ừ. Nói chung thì em rất giống cái hình mẫu mà anh đặt ra. Anh thích nhất là nụ cười và trong mắt. Cảm ơn anh. Anh có hay ghen không? Tại vì em, cái tính cách của em thì nó hơi mạnh mẽ, nó không giống như con gái thùy mị mặc dù em áo đầm. Tại vì từ hồi lúc nhỏ em chơi với bạn toàn là con trai không thôi, cho nên là em cũng hơi manly một xíu. Không, nếu mà quen nhau mà tin tưởng thì cũng không đến mức độ phải ghen quá mức đâu. Chỉ ghen ở mức bình thường chắc cũng phải có, ai cũng có mà. Với lại anh có thích con gái mà dữ không? Anh có sợ con gái dữ không? Dữ dằn á. Hung dữ á hả? Không, nếu mà tùy chuyện chứ chuyện nào cũng hung dữ là thấy hơi mệt đó nha. Anh nhìn em có giống như hung dữ không? Cái đó hình chưa biết, cái nhà tiếp xúc nhiều mới biết được. Ý là nếu như bình thường á thì em rất là bình thường ngọt ngào như thế này thôi. Nhưng mà anh đừng có làm gì em tăng sóng máu lên là có chuyện liền. Không, nhưng mà những chuyện như thế nào thì mới khiến em có thể lên tăng xong để biết mà né tránh được. Ý là nói dối nhiều nè, với lại cái gì đó cứ mập mờ, không có giải thích rõ cho em. Thì cái đó là ấy thôi, còn bình thường em dễ chịu. Rồi với con lại, tăng xong rồi con làm cái gì? Con tăng xong là con hay nói, con chỉ nói ngay lúc đó rồi thôi. Xong rồi thôi, nói cho nó thả con dẫn lúc đó thôi. Chứ xong rồi không có để bụng hóng gì hết. Không, em cách nói lúc mà em tức á, rồi em nói có kiểu mà như cần đập đồ hay luyện đồ không? Không, đó giờ em chưa đập đồ, luyện đồ hay gì luôn. Chỉ là giận gì thì em la anh tại sao anh vậy anh không nghe là, em nói vậy. Tức là khi em nóng lên hay là bực cái gì đó là nói với người khác ngay lập tức luôn. Đúng rồi, em sẽ thẳng thắn chia sẻ luôn, chứ em nghĩ là nếu mà giữ trong lòng yêu em gì đó lâu ngày á, cái sự hiểu lầm nó càng lớn, nó sẽ không tốt cho mối quan hệ. Cái tính đấy là giống mẹ anh cũng bực tức cái gì là nói thẳng luôn, không để trong lòng. Mình giao lưu văn nghệ chút đi ha, mỗi đứa. Dạ. Tặng nhau được một câu nào đó. Bạn nam hát trước. Đi. Dạ, thì con xin hát bài Em Là Của Anh. Rồi tiến tới nắm tay bạn gái hát đi cho nó tình cảm nào. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác bên nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay đôi ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi.
gái đáp lại đi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rồi. Rồi. Hai đứa nó nhỏ tuổi mà nó tinh tế kìa, nó dừng ngay đúng cái lúc cần dừng á. Cảm giác của bé này giờ hơn cả yêu. Thôi, coi như là chúng ta đã nói chuyện nãy giờ rồi. Bây giờ đã lúc mình để tay mình nút bấm để quyết định các bạn. Tuy rằng các bạn còn nhỏ tuổi nhưng các bạn rất là chín chắn ha. Các bạn đang trải nghiệm tình yêu rồi. Chúng ta có thể quyết định về hứa tương lai sắp tới là có đồng ý hẹn hò hay không. Ba. Quyết liệt vậy đi. Quá là cá tính. Thích con bé này quá. Rồi nắm tay đi. Chính thức các bạn hẹn hò đó. Bây giờ mình xin phép gia đình hai bên ha. Dạ xin phép bác con hẹn hò với em Nhi. Bác chúc cho hai đứa nếu mà có duyên nợ với nhau thì đến với nhau. Dạ cảm ơn bác. Dạ. Rồi xin bác. Xin phép luôn. Xin phép bác cho ông. Dạ xin phép bác cho con hôn em Nhi một cái. Nhi cho ông Nhi. Nhi cái cho ông. À, phải cho thôi. Thôi chúc hai đứa đã nhớ mãi ngày hôm nay và lấy đó làm động lực để ta có thể bồi dưỡng cái mối tình này nó đẹp, nó dài và tiến tới xa hơn nữa nha. Dạ.